Chào tất cả mọi người. Đây là chiếc cây máy tính mà mình đã mua được từ bãi ve chai lúc sáng đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vệ sinh và cắm thử xem nó có còn chạy được hay không. Cái này đã khá là khô rồi. Em cảm được đã khô rồi. Trong máy thì rất là bụi. Lúc sáng thì mình đã mua cái cây máy tính này và gồm kèm theo hai cái máy sưởi nữa. Thì hai cái máy sưởi lúc sáng mình đã làm video và mình đã xử lý xong, đã chạy hoàn toàn rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm nốt cái máy tính này. Mình sẽ dùng cái này làm sạch. Rất là bụi. Máy này rất là khỏe các bạn. Cái này nó công suất là 600W, thổi rách cả tem bảo hành luôn. Tem bảo hành mình đã vừa thổi bay mất rồi. Để đảm bảo cho con chip này nó hoạt động được mát và tốt, chuyển nhiệt tốt nhất lên cánh tản nhiệt này thì mình sẽ phải làm ướt cái này. Bình thường thì những người ta làm máy tính chuyên nghiệp thì họ sẽ có cái kem này, lau hết cái này đi rồi bôi kem mới. Còn mình thì mình không có kem thì mình sẽ dùng dầu và làm cho cái này ướt trở lại để sử dụng lại. Nó vẫn hoàn toàn tốt, chả làm sao cả. Nếu như cái tản nhiệt này mà nó không được truyền nhiệt tốt cho chip thì các bạn sẽ chạy một lúc là máy sẽ tự động tắt, vì chip nó sẽ quá nhiệt độ sẽ tự động tắt. Cái nghề máy tính này thì trước đây mình có làm và mình cũng không phải là nghề chính của mình, mà mình tự học hỏi và tự làm thôi. Nên bây giờ thì mình có cái thời gian về cái công việc khác và cái việc sửa máy tính này thì mình đã dừng và không làm nữa rồi. Biết chút ít đủ dùng, biết dựng máy để bán thôi, còn về chuyên sâu thì cũng không hiểu nhiều. Như vậy là mình đã vệ sinh xong và bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắm thử xem sao. Máy này thì nhìn dung vẫn còn khá là đẹp, chỉ là một bộ main G31 thôi, cũng tương đối cổ rồi nhưng mà vẫn dùng tốt trong các việc mà lướt web. Để thử được cái máy tính này thì mình sẽ phải mang ra đây một cái màn hình, một bộ bàn phím và một con chuột. Đây là chiếc màn hình của nhà mình, cũng để lâu khá là cũ kỹ nhưng mà không phải từ đồng lát. Đây là
Đây là những cái dây kết nối dạng màn hình này. Cái máy tính này mình mua đồng lát nhưng mà nó còn đẹp hơn cái máy mình đang sử dụng bây giờ. Máy đang sử dụng bây giờ thì cũng từ đồng lát thôi. Đồ dùng của mình thì nhiều thứ từ đồng lát, miễn là khắc phục được để chạy thôi. Đây, bàn phím. Bàn phím này cũng từ đồng nát luôn. Mình đã sử dụng cách đây tầm 6 năm nay rồi. Nó vẫn chưa hỏng. Ở trong bộ trong nhà mình bỏ ra để thử. Phím của IBM luôn nhé. Đó. Những đồ đồng nát mà các bạn biết tận dụng thì có rất là nhiều những đồ rất là tốt. Mua ngoài thị trường cũng có thể mình không mua được. Dắt cắm nguồn cho cây máy tính. Và mình sử dụng một con chuột không dây cắm vào đường USB nào đó. Rồi, bây giờ sẽ cắm điện vào cái dây phút hồi hộp, không biết là nó có chạy hay không này. Không chạy thì cũng là một điều rất là bình thường vì mua từ bãi ve chai. Màn hình của mình thì mình đang dùng bình thường, cắm đã có điện màu xanh rồi. Đèn đã lên, tín hiệu rất là tương đối là may lúc đầu tiên. Quạt gió chạy. À, màn hình đã lên rồi. Như vậy là rất là may mắn, ba cái thứ đồ của mình hôm nay mình đi mua ve chai thì gần như là đều tận dụng được hết. Nhưng mà cái win này họ đã bỏ từ rất là lâu, Windows XP này thì gần như không ai dùng nữa rồi. Có lẽ là nếu có chạy được bình thường thì mình cũng phải chạy Windows 7 hoặc là Windows 10. Với cái main G31 này và cái RAM mình đi mua được là RAM 3GB, chạy chip mà 7500 thì phải, thì chạy Windows 10 nó hơi giật một chút. Rất là ổn. Một cái cây máy tính mà mình mua lúc sáng là giá là 150.000 đồng, bao gồm cả một cái mấy cái này nữa. Tính theo cân, một cái quạt gió để thay cho cái quạt của mình, một cái cạc tiếng lắp cho cái cây của mình, và một cái ổ CD với một bộ máy tính nguyên bản là mình mua với giá 150.000. Với một mức giá này thì gần như không ai có thể mua được một cái cây máy tính chạy được. Nhưng cái này nó chỉ là may mắn thôi, chứ còn nếu như không chạy được thì chúng ta lại mình lại phải đi tìm một cái bên khác để thay vào. Đây đang báo cái gì đây? Báo tìm thấy phần cứng. À, xin lỗi các bạn nhé, cái cây máy tính này nó không phải là nguyên bản đâu, mà mình lấy một cái main khác sang một cái vỏ này. Chính vì vậy mà nó cái phần mềm nó đang báo là tìm thấy cái phần cứng mới. Nên họ cần yêu cầu cài đặt driver này. Cái này mà mình cũng sẽ không cài đặt nữa, mình sẽ thay cái win khác, chạy sang win 7. Với cái cấu hình này thì mình sẽ chạy win 7 sẽ ổn định hơn. Mua từ ve chai và với một cái thời gian ngắn mình vệ sinh lại thì cái máy này nó chạy hoàn toàn, chạy luôn này, không cần phải sửa chữa, rất là may mắn.
mình sẽ vào trong ổ cứng xem là bên trong này cái người dùng cũ của cái chủ cái máy này nó có để dữ liệu gì quan trọng không. Là rất là nhiều thứ. Người này chơi cả gì đây? Chơi cả game thì phải. Ổ cứng, một ổ không có gì. Ổ này thì trắng. Cái này thì bắt đầu có dữ liệu nhạc sống động, new folder chứa rất nhiều. Cái này biết là có chứa cái gì mà ám không, mà chứa folder rất là nhiều này. Helpline, một trò game, đế chế, am. Đây là video của anh em nào không biết đây. Chọi gà nhá. Đó. Nếu như mà anh em nào có xem được cái video này mà đúng cái cây của mình bỏ ra thì anh em cũng thông cảm nhá. Cái này thì mình mua từ bãi ve chai thôi. Rồi và sau cái thời gian mình vệ sinh cũng như là mình mua từ bãi ve chai về thì cái máy hoạt động rất là tốt. Mình sẽ sử dụng vào cái công việc của mình. Và cái video này của mình kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video có thể tương tự như vậy ở lần sau. Xin chào.